Chào anh em quay trở lại với kênh Squad. Hôm qua thì tôi đã đến đây và nó chỉ đường đến Daventry. Đây là một tòa thành, là một cái hòn đảo bay rất là nổi tiếng, nơi mà nhân vật chính của chúng ta luôn muốn đến. Nó bảo là cái tòa thành ở hướng đông, và theo tôi nghĩ thì đây, đông đúng không? À, đây là Bắc này, Nam này, Đông, Đông sẽ ở hướng này, theo Đông này, Tây này, tôi sẽ đi về đây, là đây là đi về hướng Đông này, đúng rồi. Cầu gãy rồi. Hiệp sĩ à? Con ngựa nhìn khắm vãi. Hiệp sĩ này nhìn mặc hoành tráng vậy. Ui. À. Đang bảo là game lỗi à, hóa ra ông ấy bé tí. Anh ơi, anh gì ơi, em bên này. Không nghe thấy rồi. It seemed my first few minutes at Daventry were off to a terrible start. So, how did you catch up with them? Đáng ra là mình đã có thể đi cùng với bọn đấy, nhưng mà kiểu bọn nó không nghe mình gọi ấy, cầu thì gãy rồi. Cái tù và này không kêu được. Mình không xuống đây được, chắc phải quay lại để tìm rồi. Đây có một con đường. Cái trò này camera của nó thực sự là tôi đến bây giờ tôi vẫn chưa quen. Mặc dù là cái phong cách đặt camera ở các góc như này này khá là phổ biến trong những cái game hồi xưa và nó cũng khá hay, nhưng mà khi ứng dụng vào cái game này thì cái góc của nó có vẻ như là nó muốn để cho cái góc nhìn nó điện ảnh một chút ấy. Cho nên là cái việc chơi game của mình rất khó. Giá như mà nó nâng cái góc cao lên một chút để mình nhìn chếch chếch xuống ấy, thì mình có thể điều khiển nhân vật nó dễ hơn. Con thỏ nó nhảy vào đây, có đi theo được không? Thỏ ơi! Thỏ ơi, thỏ à! Không đánh được nó. Đi đâu đây? Nhạc êm đềm phết. Đi đường vòng à? Không biết là có vòng ra được đường cái không? À từ từ, trên cây này có cái gì nhá? Sao mình nhìn... Ô, tôi có 5 đồng xu này. Xuống đây được. Được, được, xem nào. Đến đây cũng là đường cụt này. Space 3 thì kiếm cách thì có thể nhảy qua được, nhưng mà từ từ đã. Tôi phát hiện ra trên cây này có cái gì đấy. I wondered what those birds needed a toolbox for. Ta thắc mắc là không biết là những con chim thì cần cái hộp công cụ để làm cái gì. Ơ kìa. Quá là xấu hổ. Đồ duy nhất còn lại chính là một cái rìu nhỏ. Trước khi cháu hỏi ta điều gì thì ta sẽ không... Ý ông là cái búa này, cái rìu này nó không phải là sử dụng được với mọi thứ. Sang đây xem. Nhảy theo con ếch luôn. Đó. Đây là gì? Cái bánh này có vẻ như là nó mới bị vỡ thôi. À, cái này là tôi đoán là từ cái xe đấy. Tại vì là trên con đường mình đi có mấy cái vết bánh xe sâu hoắm ở trên đường ấy.
xong rồi nó bị đánh lệch sang, nó đâm vào cái đường nhánh ấy. Chắc là nó bị lật ở chỗ này. Ừ, save game, có việc gì mà nó lại save game ở đây. Sao đi càng ngày càng xa này? À đây. Tránh xa ra. Ui. It's just a boy. Don't know Mãi where he's trưởng from, but it ông must be dài. hard to pronounce. You know, you should never sneak up on a guy in a dangerous place like Oh! What's wrong with your foot? Probably stepped on a spiniferous Trận anh bị thornweed. làm sao Don't vậy? worry, I got just the fix for that. Tell me, is it more Yên of tâm, tôi sẽ chữa cho. a oh! Either way, the Merchant of Miracles has got you covered, but it'll cost you. I've Mình đã recently rút tiếng Anh thì ông này ông noticed còn those nói nhanh rare quá, đọc thì miraculous chưa kịp đọc mysteries xong and thì nó đã trôi qua mất rồi. oftentimes delicious ingredients. Here it is. I massage this into my skin twice a day and just look at my little biscuits. Well, now that I've Khoa cái này hai ngày not, à, hai lần một ngày you, và ngươi nhìn cái ngón chân của ta này. Ooh, such exquisite material. Hey. I knew you weren't from around here. Well, you best get going. Nobody likes a late night. Oh, wait. You're stuck here with me. Every virgin is out and my shortcut had a few shortcomings. I swear that rock leaped straight out of the water. Now I'm stuck here with no wheel, a lost toolbox, and Mr. Fancy Cakes. Say, What? I'll bet a fine, strapping young man like you could help me fix up this wheel. Yep, you help me fix my chariot, and I'll give you a lift to the tournament. Hopefully no one else notices your horrible lack of punctuality. Oh, how rude. Do you have any questions for me? Lão ấy bảo là không ai thích một hiệp sĩ đến muộn cả. Nhưng mà mình bây giờ đã bị kẹt ở đây cùng với lão ấy. Và nếu như mà mình giúp lão ấy đi kiếm cái hộp sửa chữa và sửa cái bánh xe bị hỏng này thì lão ấy sẽ giúp mình đến kịp cái cuộc thi. Không, em không có gì phải hỏi anh à, anh nói nhanh quá. Bây giờ lại phải đi tìm tìm mấy cái dụng cụ với lại sửa cái bánh xe cho ông này rồi. Có cái gì trên xe không? Đây là nói chuyện rồi. Oh, can I pet your goats? Stay away from my majestic unicorn. Không cho mình sờ vào mấy con thú kéo xe. The wheel was very broken. I would have to find another solution. Phải tìm cách khác rồi. Cái bánh xe này nó đi thử sang bên này xem. Không nhảy được. Bên này không đi được. Rồi quay về. Ok. Cái hộp dụng cụ vừa ấy nó rơi nó trôi đi đâu ấy nhỉ? Đây thì không đi uống nước được rồi. Đầu này có đi được không? Hay kẹt. Kẹt rồi. Cái kiểu game giải đố mà bản đồ nó rộng cứ phải chạy khắp nơi để tìm này khó phết. Khó thì không hẳn khó nhưng mà phiền ấy. Nhưng thôi, game nó bắt thế thì phải chịu thôi, biết sao giờ. Tôi thích cái kiểu game point point click hơn, point click hơn. Tức là trong một cái màn hình nó có rất là nhiều thứ mình phải tương tác, xong rồi mình phải từ đấy mình giải các câu đố ấy. Kiểu game như thế chơi nó xúc tích hơn. Lại quay lại từ đầu. Những chỗ này là không đi được. Lúc đi qua không lên được. Lúc về cũng không lên được. Xe nó đâm gãy hết cả cây cối này. Đúng thanh niên tổ tổ lái này. Tóm lại là cái game này ấy, thì theo tôi đọc thì người ta bảo là có nhiều cái cách để giải quyết một vấn đề.
chứ không hẳn là mình cứ phải giúp cái ông kia chữa cái bánh xe đâu. Có thể là mình, nếu mà mình sửa được cái này này, nếu mình sửa được cái này thì có khi là mình cũng ấy được đấy, cũng ra hiệu được cho cái người ở bên kia để người ta giúp mình nhé. Để xem nào. Seems like a waste of money. Tôi không hiểu cái cách dùng cái này như nào. Ở đây chắc là không có cái gì dùng được cái búa này rồi. Tức là cái này dùng được với lại đây, đứng ở đây không có gì nhá. Đứng ở cái chỗ tương tác này được, nếu mà tôi ấn tab lên thì nó vẫn có cái nút tương tác này. Nhưng mà chắc là cái này không tương tác được với cái tù và này rồi. Đã mất công chạy về đây quay hẳn lại bên kia xem có gì không. Quay hẳn lại đây xem. Vãi. Grandpa, you can't leave Triumph. Don't worry, Triumph can fend for himself. We've been through our share. Con này tên là Triumph. Triumph nghe như kiểu là cái hãng mà đồ mà chị em phụ nữ rất là thích nhỉ. All that graceful rappelli, I was certainly not headed back that way. À, đường này là không được quay về rồi. Không quay về được. Bắt buộc là phải giải đố ở phía bên này rồi. Mà chỗ này không tương tác được gì. Không tương tác được. Không tương tác được. Chắc là quay lại cái bánh xe kia xong rồi thử dùng rìu để chặt nó ra xem. Hay là tôi chặt cái cây đi. Có chặt cái cây không? Không được. Không còn nhạc nữa nhỉ? Đây này, những cái vết đất do bánh xe nó cày lên này. Tôi đoán là vấn đề sẽ chỉ giải quyết quanh quanh cái khu này thôi. Đầu tiên tôi ra cái cây này thử xem như nào. Thử chặt cây nào. There was no reason to chop down that perfectly good Không có lý tree. do gì để ta chặt cái cây đang còn hoàn hảo này xuống. Thế thì ông phải bảo tôi phải làm gì chứ. Còn mỗi cái rìu. Hay là có cái công cụ nào ở quanh đây. Thò chân để chỉ hướng. Không nhảy nước được. Thôi, ra chặt cái bánh xe này vậy. Cái này nó đã quá là cũng không chặt được luôn. Cái trò này nó không có câu gợi ý giống như ấy nhỉ? Perhaps there was a wheel on the other À side đây of rồi. that river. Too bad I couldn't swim. Đây rồi, đây How rồi, did đây you get rồi. across that river? Đây. Búa rìu. Chốp, chốp, chốp. Kinh nhỉ. Thanh niên này có có khiếu làm tiểu phu hơn là làm vua đấy. Chặt ba phát đổ cái cây to đùng. That missing wheel had me stumped. I had to go out on a limb to get past the root of the problem. Ugh, Grandpa, your infamous puns are not my favorite. What's the matter?
Hai ông cháu chém gió thôi, không có gì. Tôi không... Ui. Đây là con gì đây? Sao đi vào khu rừng càng ngày càng tăm tối này? À, à, à. Thằng nào, ra đây, anh có dìu đấy. Kitty, Kitty, thằng này nó bị hâm à. Tự nhiên thấy một cái bụi cây xong rồi. Từ từ, tôi thử chặt ra nào. Here we go. No, I did not use the hatchet to scare that growling animal. Không, ta sẽ không dùng. Từ từ nào. Chó, 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 chó. No wheels are there. Không có bánh xe ở đây. Đi tiếp. Tự nhiên đi vào cái bụi cây để tìm bánh xe thì tôi cũng phục ông đấy ông vua ạ. Chỗ kia có bụi cây kìa. Tôi tìm bánh xe ở đây tiếp. À không được. Ồ, đây có cánh cửa này. Có ai ở nhà không? Ui, từ 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 từ. Tôi nhìn thấy là trên cánh cửa này đang có một cái vết như kiểu là vết móng gấu nó tát ấy. Vãi chưởng. Ra đây có trèo lên không? Trèo được, trèo được. Từ từ. Quay trở lại kia trước đã. Sao là mình có dùng dìu để mình chặt cái bụi cây được không? I tried to chop down those thornweeds, but my tiny hatchet was ineffective. I would need a cái dìu của mình nó quá nhỏ, mình không thể chặt được. Cần phải tìm cái gì đấy nó. À, tôi nhìn thấy cái giếng rồi nhá. Cái giếng thì thường nó có cái tay quay, mà tay quay thì có vẻ như là mình sẽ dùng mình thay cho bánh xe được, nhưng mà cần phải kiếm một cái gì to hơn và sắc hơn thì mới chặt được cái đống bụi kia. Rồi. Trèo vào. Cổng nhà người ta. Cổng nhà người ta khóa mà trèo vào này có khi tưởng trộm chó đánh cho này. Rồi. Mở ra. Rồi. Nhưng mà từ từ. Tại sao mà người ta đóng cửa mà mình lại tự nhiên mình mở lên? Từ từ đóng vào đã. Người ta rõ ràng người ta chặn gấu tự nhiên. Ơ từ từ. Tưởng tương tác với lại cái xe. Rồi đóng lại. Rồi. Cái xe này không tương tác được. Đấy. Góc nhìn. Thực sự là quá khó chịu ở nhà. Có ở nhà không? Ơ. Bakery. And it smelled delicious. Lò bánh. Không hỏi han gì, tự tiện mở cửa. Lò bánh thì nó có cái gì? Tip here. That sign was asking for tips and there was a metal pan to collect coins. Thôi, không cho. À thôi, cho đi. Ôi vãi, cho một đồng thôi. Lấy lại, lấy lại, lấy lại. Vớ vẩn, cho một đồng thì còn cho. Chả có bánh bèo gì tự nhiên mất 3 đồng tiền. Sao cái làng này không có ai à? Đây, thợ rèn đây. Thợ rèn thì chắc có đủ ấy. Từ từ, tôi ra đây, tôi xem. I wished I had some marshmallows. Không có. Không có gì đấy. Look like a blacksmith shop of sorts. That sign was asking for tips and there was a metal pan to collect coins. Ở đâu cũng cần tip là sao nhỉ? Big round. That should do the trick. Ôi, ăn trộm à?
mãi. And then you scooped up all the weapons, right? Right? No, Gwendolyn, I didn't. I was looking for a wheel, not a fight. Con này nó hỏi là ông khoáng hết vũ khí đúng không? Rồi, không, ta đi kiếm cái bánh xe thôi chứ không phải là đi đánh nhau. Thôi, chắc là mình. I decided to leave some coins for the shield. Đúng rồi, lấy đồ đi phải trả tiền chứ. Sao không lấy cái này đi chặt ấy nhỉ? And then you scooped up all the weapons, right? Không, sao không lấy kiếm lại cái was looking for a wheel. Cái kia là cái gì? Halberd à? Lấy đi con ấy chứ. Còn đi chặt cái bụi gai kia chứ. Có lấy được cái búa này không? À không, nó cứ đứng đây nó nhìn này. Trò này cái phạm vi tương tác nó không rõ ràng lắm. Thôi đi. Ở trong đây có cái to như thế mà không lấy để đi chặt cây rồi thì chắc là cái đống cây không chặt được rồi. Khả năng là tôi sẽ về tôi đưa cho lên tầng nữa. Đưa cho lão già cái bánh xe. I stumbled upon some kind of curiosity shop. Đây là cửa hàng ấy à? Cửa hàng. I didn't need to borrow more than one wheel. À, nó có nhiều cái hình tròn này, cái vật hình tròn này, cái bàn này cũng là hình tròn này. Tức là mình đi kiếm cái vật hình tròn thôi. Trong đây thì làm gì có cái gì để chặt đâu. Cái nhìn cái giáo có cái lưỡi như kiểu lưỡi rìu to đùng nhưng mà nó còn không lấy để đi chặt thì vãi. Hello, could I squeeze by you gents? No, we are here to guard the town entrance and keep out any riffraff whilst everyone. À, mọi người dân ở đây không thấy đâu là tại vì người ta đi xem mấy hết rồi. Người ta đi xem cuộc thi hết rồi. Và cái bọn này nó ngăn ở đây, nó không cho ai đi qua cả. Tại vì là ngăn chặn những cái kẻ xâm nhập. Thôi, thế đi thôi. Ở đấy có lính rồi, mình cứ mở cửa ra. Chẳng may có gấu, có queo gì thì mấy anh ấy giải quyết. Ui vãi. Shortcut. Thôi từ từ. Lên thử lại cái chỗ này xem cái khiên có dùng để chặt cái lá được không? Nào. Grandpa, that's not going to work. Rồi, không hoạt động thì thôi. Điểm ra. Đi đường tắt xem biết đâu trong đường tắt. Thế thôi à? Thế cái bụi chỗ kia chắc là về sau mình mới chặt được. Bây giờ không lấy được đồ gì vừa to vừa sắc thì chịu thôi. Do I really have to hear the story about how you took forever to tiptoe across that fallen tree again? No, I guess not. Find me a wheel, boy. Anything big and round should do the trick. À, đây. Cái gì vừa to mà vừa tròn? To chưa? Tròn chưa? A shield, eh? Whoa, it matches impeccably with the delicately crafted color scheme of this entire operation. Makes quite the bold statement. Mm-hmm, just like my shorts. This is perfect. I hope you didn't pay too much for it. Oh, wait, before my mind slips, I was able to procure an entrance ticket to the tournament. Since you so graciously found me a wheel, I am more than willing to sell it to you at a reasonably discounted rate. Are you interested? Mẹ, cái loại gian thương. Tôi đi kiếm cho ông cái bánh về. Ông phải đưa tôi cái vé. Ông bây giờ ông lại còn đòi bán cho tôi. Mình vừa bỏ lại 2 đồng tiền, bây giờ còn 3 đồng tiền. Từ từ, hỏi xem là bao tiền. 1 đồng. If I see one, I'll let you know. Here you are.
Now let's vamanusi from this meadowland, Mr. Fancy Cakes. It is go time. Ơ, làm gì có đường? Ôi vãi. Đúng tổ lái rồi anh em ạ. Ok. Mr. Fancy Cakes, heel, halt, abyss, stop. Cái cầu ở đây cũng bị ấy rồi. Gãy rồi. Hope you enjoyed your stay in our luxury cabin. Please gather your belongings and watch your head on exit. Thanks for the hospitality. No time to lounge, my boy. Lucky for you, the parade is halted. Another case of a mysterious missing bridge, I imagine. Watch your step. We wouldn't want any tears in that illustrious cape. Bon voyage. Mấy cái đứa đến dự tournament này cũng bị kẹt ở ngoài rồi. Những cái đứa vừa đi qua trước mặt mình, cưỡi ngựa đi qua trước mặt mình. Rồi. Từ từ, anh em đợi tôi tí, tôi đi xè phát. Tôi quay trở lại rồi đây. Đúng là khoan khoái nhẹ nhàng như này thì đầu óc nó mới thông minh được. Nào, xem chuyện gì xảy ra. Back away, back away. This area is unsafe for commoners. Quay trở lại, khu vực này không an toàn cho những người dân thường. Mở ra. Hello, apologies, I'm late. I should be on the list. First name Graham, last name... The list, unfortunately, is inside the theater, which is across that bridge, which is inexplicably missing. We've ordered a temporary fix, but we're still sorting out the work order. Well, with all the recent budget issues, I remain skeptical about the repairs. Well, can't those knights check the list? Do you mean Kyle and Larry? They're off duty. Don't ask. You needn't worry. These knight hopefuls will figure out a solution soon. And then we can carry on with the auditions. Well, but I am a hopeful knight. If you just step aside, I'm confident that I could find a way across. Daventry Decree 6645 states that a royal guard, once commanded, must never, under no circumstances, abandon his post while on duty. Well, technically, Addendum 237A allows us to leave if someone is in distress and in need of assistance. Of a life or death nature. I stand corrected. And we wouldn't want a repeat of the Rubenstern fiasco. A tardy auditionee, however, hardly counts for distress. Sorry, but we can't leave our post. King's orders. Là như này. Bây giờ bọn này nó... Cái cầu nó gãy. Mình bảo là tên mình ở trong cái list. Nhưng mà nó bảo là... Cái danh sách đấy ấy... Thì lại cất ở trong cái đèn kia. Và bây giờ không kiểm tra được, có hai thằng nó cõng nhau bên kia, mình có thể bảo là nhờ nó kiểm tra không thì nó đang ở trong nhiệm vụ. Thì mình bảo là thôi cho em đi qua đi rồi em sẽ tìm cách để em vượt qua được cái chỗ này thôi. Thì nó bảo là không được. Nhiệm vụ của chúng tôi là canh ở đây và một người lính hoàng gia thì sẽ không bao giờ từ bỏ nhiệm vụ của mình dưới bất kỳ hình thức nào, kiểu kiểu như thế. Không cho tao vào thì tao tìm cách tao vào. Cái gì đâu, đúng không anh em? Không cho vào thì phải tìm cách vào chứ. Để xem nào, ngắm từ trên cao xuống này, lại lần nữa xem nào. Bên kia cũng có một cái tù và kìa, bên đây cũng có một cái tù và. Đây là nói chuyện thôi, thử nói chuyện với anh này xem nào. Addendum 237A states that a royal guard can only leave his post if someone is in distress and is in need of assistance. À, nó là chỉ có thể rời đi khi mà ai cần sự hỗ trợ thôi. Được. Mình sẽ phải gây ra hỗn loạn ở đây rồi. The forest is blocked until this situation is under control. Cái đường này sẽ bị chặn đến khi mà tình hình được kiểm soát. Stay back. Very important protection duties in process. Lại quay lại à? À đây. Cây này có gì không? Come at me, bees. Đi 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 đi. Từ từ, lấy cái này xuống. Ở đây. Sao cái này không nhặt được à?
Từ, tôi thử dùng cái gì đấy xem nào. Không được. Để chặt cái cây xem nào. And then you chop down the tree full of angry bees? Enough, Gwendolyn. Không được. Bọn ong ở đây nó chắc là phải đi đốt khói hay làm cái gì đấy để xùa nó ra chứ. Ở đây nó không ấy rồi. Chỗ này thì đây tôi cứ thử nhảy thôi chứ tôi nhìn là tôi biết là không thể qua được rồi. Ồ vãi. Cứu. 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 Learn how to swim, boy. Thanks for saving me. Ngon, bây giờ bọn này nó đứng đây. Bọn này nó đứng đây. Thì đây. Argument is getting on my nerves. No need to argue about the fact that I. Bi. Rồi. Rồi. Giờ sao? Mind if I join your semicircle? Let us big kids figure this one out. Em có thể gia nhập cái nửa vòng tròn của anh không? Này thì thổi kèn. Ôi vãi. Another horn and another missing piece. Shh. Your hero is thinking. À, đang định nói chuyện với anh với áo tím. I wasn't going to toot that horn anymore until I found the missing piece. Đây nhá, tôi đang đứng ngay sau lưng anh nhỏ này. Well, I know the answer, but I want to see how all of you will solve it. Tao biết câu trả lời nhưng mà tao muốn xem là những người khác. Đấy, chặt cái cây này xuống. Các ảnh đúng là đầu ông óc. Tứ chi phát triển. Này thì ơ. Thằng kia nó đứng nó nhìn ạ. Này. Sao anh? Em chào anh. Chú đi ra để anh. Rồi vãi. Thua. Thi đấu mà thi đấu với mấy thằng này thì đánh kiểu gì? Gãy này. Over here, buddy. Lòng người mà. Cuộc sống luôn là như thế. Có điều thì người tốt vẫn cứ được báo đáp thôi. Đấy. Ôi vãi. Giờ sao? Đây là đâu? All right. The tree was too heavy to move. I would need to chop it down to size. Cây này quá to, bây giờ mình phải chặt nhỏ nó ra. Chặt đến tết à? I left the hatchet lodged in the tree because I would not need it anymore. Are you sure? Quite sure. Everyone always asks about that hatchet. It gets a tad annoying. Mình không dùng cái rìu nữa rồi. Ôi vãi!
Vừa bảo với đứa cháu là không cần đến cái dìu này thêm tí nào nữa. Nó hỏi có chắc không, kêu là chắc. Hơi nhục đấy. Nhục dần đấy. Canh ơi. Canh ơi, canh gì ơi? À tôi hiểu rồi. Trên này nó có cái dây vừa bọn lính nó ấy này. Vừa bọn lính nó để ở đây này. Mình lấy cái dây này ra. Đây. Ngon. Vãi. Tự làm đi. Khinh ngành à? Khinh anh này. Ô. Hơi nhục. Thôi. Có cái khác. Tôi đoán là thế nào cũng bị cái thằng nhỏ con kia nó cướp cho xem. Cuộc sống mà. Cuộc sống mà toàn mấy thằng sống cờ hó thôi. Nào. Đi thôi. Let's go. Nào. Bơi. Bơi. Ôi thôi 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 thôi. Nhanh 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 nhanh. Ôi vãi. Là sao? Nước đông quá. Hang on a sec. Graham, right? Yes. Có phải Graham không? Đúng. Sao anh biết tên tôi? Well, you'd be surprised at the information people give out when they're too busy thinking about their own agenda. I also observed that without you, no one could have made it across. Well done. Khen mình ấy, bảo nếu mà không có anh thì không ai có thể vượt qua được. I guess they'll never acknowledge it, you know. Those who use their minds over their biceps are never woven into the tapestries of time. Trước khi mình làm vua thì mình không có tên tuổi gì cả, không ai biết đến mình luôn. An intellectual. To win this competition, you'll need to prove that your talents are more powerful than their strength, agility and speed. You'll also need a friend. I could really use a friend. They call me Manny. Anh ấy tên là Manny. Rất vui được gặp anh. Friend. What's your favorite color? Do you like popcorn flavored jelly beans? Because I do. What's your availability for sleepovers? Are we in a secret club? Green. I prefer pizza. Anh ấy thích màu xanh. Ăn pizza. And I would say more of a. Được nghỉ vào thứ tư và thứ bảy. Alliance. This competition will not be easy and Daventry. Lão này bảo là để chiến thắng được cái cuộc thi này thì cần phải thông minh, hiểu biết chứ không phải là chỉ có tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn các thứ. Và lão bảo là mọi người thì cần một người bạn thì mới chiến thắng được. Muốn lập liên minh cùng với mình. Rủ mình tham gia liên minh. Nhìn ông này nhỏ nhỏ có vẻ thông minh phết. Được. Nào, cho em đi với. Vãi. Này mà cũng có đủ dũng cảm để đi thi cuộc thi của các hiệp sĩ thì tôi cũng chịu ông rồi đấy ông vua ạ. Đúng là kiểu nghe con không sợ cọp. Đây này. Đây, đây nhảy như khỉ đây. Thế mà bên kia lại không leo được. Rồi, đã vào trong rồi. Tôi phải ra tôi thổi kèn phát xem có thổi được không. Bó tay cái vương quốc này. Another horn and another missing piece. Thôi. Vào đây chắc thi đấu rồi. Hôm nay chơi đến đây thôi anh em ạ. Tạm biệt anh em, cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.